em đeo cái túi mà nó túi tót á. Cái túi đó chỉ có một kiểu đeo, hai kiểu đeo thôi. Một là đeo ở đây, đeo ở đây giống như mấy bà đi có bối á. Thì em phải đeo vậy thì em đi thử coi. Đi thôi. Đi thôi. Trời ơi trời. Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay để cùng gặp gỡ với cặp vợ chồng đầu tiên. Dạ anh chào cô Hồng Vân, chào anh Quốc Thần. Cái áo vest lấp la lấp lánh quá. Rồi mời hai em giới thiệu về mình. Dạ em tên là Thiên Phúc. Hiện nay em đang làm trong nghệ thuật với lại làm bên ngành thẩm mỹ. Phúc Phúc là bên ca sĩ à? Dạ đúng rồi chị. Em đi hát xong rồi em mới làm thẩm mỹ. Cơ duyên nào mà chuyển qua ngành thẩm mỹ à? Dạ tại vì em có bạn cũng làm bên diễn viên luôn. Dạ thì bạn em làm bên ngành thẩm mỹ trước cái rủ em vô thì lúc đó mình mới bắt đầu làm. À dạ. Còn em? Chào chị Hồng Vân và anh Thuận. Chào quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Ngọc Thảo Vi, năm nay 26 tuổi, hiện đang làm quản lý cho một shop mỹ phẩm. Thành phố Hồ Chí Minh. Bên này làm mỹ phẩm, bên này làm thẩm mỹ. Vậy chắc chắn cái cơ duyên mà khiến xui để cho hai bạn gặp nhau là chắc chắn là phải có dính dáng gì đó đến cái chuyện gọi là làm đẹp. Dạ đúng rồi. Ngày trước là tụi em làm chung thẩm mỹ luôn. Thì sau này vợ em không làm trong thẩm mỹ của em nữa rồi mới chuyển qua ngoài làm mỹ phẩm riêng. Lúc đó là em làm chủ hay là em làm nhân viên? Dạ em làm bên kinh doanh. Kinh doanh. Dạ, à. Còn vợ em là bên thu ngân. Nhưng mà tại sao không làm tiếp tục nữa mà đi ra ngoài làm? Lúc đầu thì chồng của em thì vô làm trước, sau đó em mới vô làm. Lần đầu tiên gặp á, em nghe mấy cái chị đồng nghiệp làm chung với em á thì nói là trong thẩm mỹ viện của mình á có một anh chàng làm ca sĩ. Trời, làm ca sĩ luôn hả? Chắc để mình ráng ráng gặp mặt thử coi sao. Thì lần đầu tiên gặp chồng thì thấy là mặc đồ kiểu như hoa hòe bóng bẩy lắm. Em suy nghĩ là trời, mặc đồ bóng vậy hả, mặc đồ hoa vậy chắc bê đê quá à. Nghĩ em vậy xong đi đồn nữa anh, đi đồn hết nguyên công ty luôn. Mà lúc đó là đã nói chuyện với nhau chưa mà đi đồn? Dạ chưa. Dạ chưa, chỉ có chào hỏi một hai câu là ờ chào anh, chào em. Chưa gì hết trơn dạ. Mà đã đi đồn người dạ. Ta nói ta bóng đó. Rồi. Tội nghiệp nhỏ không? Dạ. Lúc đó là nhỏ là sao? Do là em làm bên kinh doanh á, nguyên một cái hàng ở dưới là người ta làm về giấy tờ để cho khách đi thẩm mỹ hết thì phải lại dưới thông qua. Thì ba của vợ em á là làm chung với em trước, là em với ba vợ em là thân lắm. Rồi xong bà này mới vô, cái em mới thấy bà này ở ngoài quầy là ngày đầu tiên, cái em mới chạy từ ngoài quầy em chạy vô chỗ ba vợ em là trong phòng kế toán á, thì ba em làm kế toán trưởng, cái em mới kêu ôi anh Châu, là ba vợ em tên Châu. Ủa con gái anh hôm nay mới vô làm hay sao vậy? Nói à, cái bà vợ em kêu ờ à, đúng rồi. Ủa sao em biết nó là con gái anh? Thì em nghe mấy nhỏ nhân viên ngoại nói vậy. Nói ờ à, đây con gái của anh Châu đó. Cái xong kêu trời đất ơi sao mà em thấy con gái anh dễ thương quá mà sao anh xấu dữ vậy. Cái từ đó là ba vợ em là ấn tượng với em luôn. Rồi sau đó là em nói chuyện ba vợ em nhiều hơn. Dạ thì cái kiểu của em là mỗi lần em đi làm á là em chào hết tất cả các người trong công ty luôn. Xong em mới ngồi xuống em làm. Cái ba vợ em cũng ấn tượng. Cái về nhà nói chuyện vợ em là khen em. Cái xong vợ em cứ kiểu là phản bác lại, ý là tôi nhìn cái thằng đó nó bê đê quá, nó lanh quá, nó lanh chanh, nó lôi trôi quá, nó khó chịu quá. Nhưng mà tại vì vợ em là bản thân bả ghét em cho nên là cái gì ở đó cũng, người ta cũng thích ấy đó. Dạ. Cái gì có mình cũng phản bác là em đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng em thì sao? Tức là em gặp vợ em là em có thích không? Hồi đầu thì em thích chị. Nhưng mà một hồi nữa em thấy bà ghét em cũng ghét luôn. Tức là kiểu mình có làm gì đâu. Tự nhiên ghét mình. Ghét người ta. Đó, chưa kể là đụng mình cái vụ đó. Dạ nữa. Đúng rồi. Mà cái dòng mà ghét em mà làm khó em hay chọc lắm, ngày nào cũng ra em chọc hết á. Em chọc hoài luôn đó. Ủa chị làm nhà trong thẩm mỹ mà hồi chị khó khăn quá, chị này kia quá, chị nhăn nhó quá, chị lên phường làm đi thôi, chị đừng làm ở đây nữa. Nói vậy cái bả càng ghét hơn. Nhưng mà sau thời gian cái em ra ngoài em chọc miết vậy, chọc miết cái thành thân luôn. Dạ. Khi mà em vô được mấy tháng thì hai đứa bắt đầu thích nhau? Làm chung khoảng 1-2 tháng vậy chị. Mới có 1-2 tháng thôi à? Mà biến đổi từ ghét mà thành thương luôn. Nhưng mà dạ. ai là người mà có cái cảm tình trước? Chồng em có. Sau đó là đi theo đuổi cô này dữ lắm đúng không? Dạ đúng rồi. Để khẳng định cho cô ấy biết là tôi không phải như vậy đúng dạ. không? Dạ. Tức là cũng cố gắng khẳng định lắm, nhưng mà tại vì cái môi trường của em làm á là toàn là gặp khách hàng là đa số là nữ nhiều. Bà này là bà cứ ghen. Tức là mới quen biết nói chuyện thôi là bà đã kiểu em thân với nhỏ nào là bà khó chịu rồi. Cái miệng á thì bảo là ờ ông này bê đê đó nha, rồi tụi bay đừng dính vô này ở kia, tụi bay dụ nó dụ tụi bay đồ này kia. Nhưng mà hả toàn là đi ghen. 2 tháng là bắt đầu có cảm tình về nhau. Dạ. Vậy thì bao lâu thì mới chinh phục được cô gái này? Dạ thêm 1 tháng nữa là 3 tháng. Tụi em đi ăn lẩu rồi. Một công việc duy nhất em lột có con tôm thôi là hốt con gái người ta về nhà luôn á. Là đâu kể con tôm nó có cái gì với em hả? Vậy tụi em đi ăn lẩu, bình thường em đi ăn gia đình là mẹ em lột tôm cho em ăn không à. Còn đi ăn bà này cái kiểu em thấy bà không ăn tôm, em nghĩ là chắc là ở cái tính giống tôi rồi. Rồi cho nên em bóc con tôm ra, nói ờ thôi chị ăn tôm không, em lột tôm cho chị ăn nha. Tự nhiên khoái mà em không hề biết bà khoái luôn. Mấy ngày sau nó ờ bữa em lột tôm chị ăn chị thấy vui quá à. Là từ sau này trở đi là đi ăn lẩu em lột tôm hết.
Vậy đó. Ủa là vậy thôi, nó đơn sơ một mạc quá em. Chuyện tình con tôm lột. Lý do gì mà bạn này lột tôm mà em gục ngã? Tại vì bình thường em cũng thích cái mẫu người đàn ông hơi ga lăng một chút xíu. Cái lúc mà bạn nó lột tôm cho em ăn, tự nhiên em cảm thấy là dạ chắc bạn này thích mình thiệt rồi. Kiểu như thấy được tấm chân tình của bạn đó qua cách lột tôm cho mình ăn như vậy. Cái lúc mà sau khi mà em thích rồi á, thì em có còn nghĩ bạn này là BD không? Tới giờ tới bây giờ em vẫn còn nghĩ là... Ủa sao vợ chồng đã ăn ở với nhau rồi mà sao vẫn nghĩ ta BD là sao? Lâu lâu cái hay lại thiệt em. Chị nói chứ cưng nghe nha. Là ổng hả tới bây giờ luôn hả? Vẫn còn như vậy. Hồi đợt mà hai chồng mới cưới nhau xong đi Malaysia chơi hưởng tuần trăng mật, anh đi xuống bước xe buýt mà ảnh cầm cái giỏ mà ảnh cứ đi nè, tung tẩy đến nỗi mà những người mà đi chung với em tưởng hai chị em đi chơi chung với nhau. Chúng em đi sao đâu mà người ta nói em vậy đâu. Bình thường vậy em đeo cái túi mà có túi tốt á. Cái túi đó chỉ có một kiểu đeo, hai kiểu đeo thôi. Một là đeo ở đây mà đeo ở đây thì giống như mấy bà đi coi bói á, thì em phải đeo vậy. Thì em đi thử coi em chỉ có phải vậy thôi. BD đó trời ơi trời. Tại vì em đi quen là không thể nào túi nào men hơn được, tại vì mình nắm thử đi thử thôi. Nó coi đàn ông người ta đi nè, ta đeo một cái túi nè, đàn ông này không, đàn ông mà đi nè. Đó thấy không? Đó. Thế là không, còn cái tướng mà đàn ông nghe mà nãy em đi nè, cái tướng của em nè nghe. Tại vì là nó có nhiều thứ mà vợ em cái gì cũng bắt đẻm được. Nhưng mà nó nghe nè, anh cũng vậy nè. Có những lúc cái cử chỉ của anh nó rất là 3D. Nhưng mà anh khẳng định anh là manly. Đó. Thì đó, bà chị mới nói em nè, cái chuyện đó là chuyện bên ngoài thôi. Còn cái nội tình bên trong thì sao? Anh sao? Rất là man vậy. Man à? Đó. Ok không? Ok. Trả bài đều đặn không? Đó. Vậy làm sao BD được? Rồi nó nghe là hai đứa quen nhau bao lâu thì cưới nè. Dạ từ lúc anh con tôm tính ra 3 tháng tới lúc là đám hỏi. Rồi 3 tháng nữa là tụi em đám cưới luôn. Trời ơi trong năm chưa tới 6 tháng. Rất rẻn. 6 tháng đó. Dạ. Ủa mà sao kỳ vậy? Dạ cái vấn đề ở đây là tại vì bà này. Lỗi của bà không đó. Cái gì cũng bà hết trơn á. Tại vì cái tuổi em tự cảm thấy mình còn nhỏ luôn. Nên em suốt ngày em đi chơi, tức là chiều là em đi giải công ty nè, tối em đi hát về, đi chơi rồi tới khoảng 2-3 giờ mới về. Thì cái kiểu vậy thì em nghĩ là bản thân mình chưa lấy vợ được đâu. Xong cái bà này kêu anh có nhắm anh quen em lâu dài không, rồi mình có tiến tới đồ này kia không. Không thôi, tại giờ em thấy em cũng lớn tuổi rồi, anh tính coi mốt không em tìm người nào thích hợp hơn. Tại vì gia đình em cũng có giới thiệu anh đó đồ vậy đó. Cái em mới nói chết rồi, vậy là không được. Một là coi như là bỏ đồ này luôn, còn hai là phải làm cái đàng hoàng. Đúng lắm, chúng ta là gác hốt. Dạ đúng rồi. Chứ xong em về em nói mẹ ơi giờ con muốn cưới bạn này. Mẹ em không biết nhỏ nào luôn, nhưng mà mẹ em cũng kêu luôn là thôi cứ kêu nó đi chơi chung đi, rồi để ba mẹ coi sao. Bởi vì ba mẹ qua nói chuyện với ba má nó. Ba vợ của em á thì sợ vợ em ế, còn ba của em á thì sợ em BD. Mà nói mẹ em kiểu em ơi giờ em coi sao cho một phút lấy vợ nhanh chứ mốt không nó BD là rồi luôn đó. Mà mẹ của em á về nhà không thấy em. Ủa thằng BD chưa về hả? Ngày đầu tiên về nhà vợ em mà lộn luôn. Thì ở dưới người ta nấu ăn, mình mới về nhà ta mình phải phụ đồ vậy mình chưa lên. Cái xong mẹ em hỏi ủa xong BD nó chưa ngồi mà trời nói bịt miệng kịp. Ý là thành quen miệng luôn rồi. Có hai bên đông đủ luôn. Dạ đầy đủ hết chứ không thiếu ai hết. Cái ngày đầu tiên tức là tụi em có sống thử với nhau không? Dạ không có. Em không luôn á hả? Dạ. Em kiên hùng tới cái mức mà em vẫn sợ ảnh vậy mà em cưới luôn. Đúng ra là chưa phải thử chứ luôn. Tại vì em thấy là không, mình cũng đàn ông quá rồi, cứ một bà BD về chắc cũng không sao đâu, bù qua sức. Dạ đúng rồi, ở nhà vợ em là như trời ơi Thảo ơi. Dạ. Cái đêm động phòng sao? Đêm đó. Dạ tụi em là không có đêm động phòng luôn, mà em là em chịu không nổi, em không thể nào đợi tới đêm động phòng được. Tức là bình thường mình buổi sáng có đám cưới á, là buổi sáng á là sẽ là ra mắt hai họ. Rồi xong dẫn hai họ đi ra ngoài nhà hàng ăn. Cái tụi em dẫn đi ra ngoài nhà hàng ăn xong nói thôi bây giờ tụi con về tụi con nghỉ ngơi nha. Nhưng thật ra về đâu nghỉ ngơi đâu anh. Tức là thay vì cái chuyện đó mình làm đặt buổi tối, buổi trưa tranh thủ làm, tại em biết chắc chắn tối em không thể nào làm nổi. Cho nên buổi trưa làm quốc liền bạch mấy ca luôn. Sao lúc đó em sao nè, em hết hồn không? Dạ cũng bỡn hở. Em mình kiếm được thằng đàn ông rồi chứ không phải là con vợ. Bữa đó gom ngon lành không? Dạ tiền cưới á, là buổi tối á, chưa có đếm hết nổi. Thì tại vì mình đếm á, là mình phải ghi giấy để mai mốt mình đi mình trả lại cho người ta. Cái quá trình nó dài quá thì nửa chừng thôi mệt quá, mẹ em cũng mệt mà bả cũng mệt. Xong ngủ, sáng sau dậy chị, em dậy lúc đó khoảng 8 giờ mấy 9 giờ. Mở mắt dậy ra, không thấy vợ đâu. Trời em hết hồn luôn, nó chết
cha tôi rồi. Tự nhiên tối đang ngủ mới ngủ vậy, mở mắt ra chết cha, vợ nó mất tiêu rồi. Đừng nói vợ. Dạ mà em không gọi bả liền, em gọi điện cho mẹ em. Mẹ, mẹ thấy bà Vi đâu không? Mẹ em cũng mẹ đâu có biết đâu. Trời ơi, tự nhiên từ sáng giờ nó lấy xe đi đâu rồi mẹ không biết luôn. Nó chết cha rồi. Em chạy mầm xuống dấp chân té mà cái ống quyển em sưng lên luôn anh. Xong em chạy qua mẹ em, mở ra thấy hai mẹ con ngồi đếm tiền. Em nói wow, dễ sợ luôn, nói còn cái gì để chơi không? Em đi chơi, em đi mẹ chơi đúng không? Dạ. Mà ở nhà em với vợ em mà gây cái hơn là mẹ em binh liền. Mẹ mà thấy con mà lớn tiếng với con Vi một cái chắc với mẹ hay chưa. Trời ơi. Hai đứa lấy nhau được bao nhiêu lâu rồi? Tính tới bây giờ thì khoảng được 1 năm 3 tháng rồi chị. Có em bé chưa? Dạ có rồi, có một bé 5 tháng rồi. Bé trai gái? Dạ con gái. Quá tuyệt vời luôn. Dạ. Ôi. Dạ. Ở nhà hai vợ chồng có bày trò chơi rồi chơi vui với nhau được không? Nói chung vợ em á, hai đứa không chơi chung với nhau. Mà bà này thích làm mấy trò khùng trò điên. Bình thường em đang ngồi làm việc, kiết khều. Anh em làm thằng lằn cho anh coi. Đủ thứ trò rồi, em lặn gà cho anh coi. Nó kiểu xúc. Đi Malaysia mà anh biết cái đường đi thang máy. Cái đường mà cái thang đó là thang máy để mà mình vận chuyển hành lý lúc mà mình ở bãi sách đó. Kêu em quay clip lại rồi xong mà ngồi vách tường. Xong ngồi dưới xè tay ra xin. Mẹ bây giờ mẹ làm, mẹ con làm ăn xin, còn mẹ là người cho tiền nha. Xong ngồi ngay góc tường. Mẹ em chứ phải mẹ bả nha. Xong dựng clip ghép nhạc đứa bé vô. Hay lâu khô cuộc đời em. Y như thiệt vậy đó. Nhìn tưởng ăn xin thiệt luôn. Mà em là người quay hả? Em là người quay luôn. Em cười quá trời cười luôn. Mà xung quanh tôi tưởng là trời, gia đình này chắc nó bệnh hết rồi. Đó, cái đó là có thể gọi là tật xấu không? Dạ cái đó chưa xấu nữa. Giờ tới phần khui thật xấu. Khui luôn. Chồng em thì rất là cọc tính, rất là nóng tính. Giống như em nhờ anh ơi làm giùm em này, giùm em này đi. Nhờ làm không được là bắt đầu cọc. Cọc lên là đập đồ. Thôi em làm, không làm nữa, không làm nữa. Mà thường đập cái gì? Khôn lắm, đập gói luôn rồi. Để cho được bể đồ. Mỗi lần nó giận lên như vậy là em nhìn em sợ không hay là em mắc cười? Em không có sợ mà em cọc lại. Kiểu như ai nóng tính với em là em nóng tính lại. Thành ra là hai chồng gây nhau thôi. Còn thêm một tật xấu nữa là hay, rất là hay vứt đồ đạc bừa bãi lung tung. Rất thích xì hơi. Thôi không có được gì nè, để người ta nói nè. Thích xì hơi mà thả bơm rất lớn luôn. Nhiều khi em đang ru con ngủ, thả lớn đến nỗi mà con giật mình. Con em á, tối nào nó ngủ là em phải ôm trên người rồi em hát một hồi nữa nó mới ngủ. Nó vừa ngủ xong cái chuyện mà bà này để cho bà này ôm rồi để cho nó bú. Nó đang ngủ là em làm cái bấm một cái nó giật mình luôn rồi xong bà chửi. Thằng điên, mày biết nửa giờ không? Bây giờ nó đang ngủ nha. Trời ơi. Mà mỗi lần thả xong trời ơi mà ảnh sảng khoái lắm. Thôi em đó. Dạ. Vợ em thì cái kiểu vợ em là, tức là nhiều khi không có chuyện gì cũng nóng. Thứ nhất là cằn nhằn em mỗi lần em bực mình lên á, tại em muốn im lặng để cho từ từ em bình tĩnh rồi nói chuyện. Còn bả là em đang nóng. Bây giờ anh nói đi, từ nãy giờ là em bực mình anh lắm rồi đó. Tại sao anh về anh đi không đi thang máy chúng em, anh đi riêng là anh thái độ, anh nói đi. Bây giờ em muốn nói đúng không? Ok, rồi xong anh chửi tan nát luôn. Tức là bả không có chuyện gì, bả nóng mà bả phải để cho người ta bình tĩnh là bả nói. Còn bả muốn liền. Bả là châm dầu vô lửa luôn, là dạ, cho nóng luôn. Mà thích như vậy. Rồi hai vợ chồng gây nhau. Em thì muốn nói nhỏ nhỏ thôi. Hai vợ chồng biết, còn bả nó gào lên. Anh có bị điên không? Ba ơi, mẹ ơi. Bả làm chuyện gì là khán giả phải coi. Đó, vậy đó. Còn gì nữa không? Dạ, cằn nhằn. Không phải cằn nhằn, cái đó người ta gọi là lải nhải á chị, lải nhải á. Thí dụ như mấy mốt anh làm ơn nha, anh rảnh á, anh giặt đồ cho con giùm em đi. Thay vì người ta nói chuyện nhỏ nhẹ thôi. Anh ơi, chừng nào anh rảnh anh giặt đồ giùm con nha, cho con giùm em nha đồ. Không, anh giặt đồ giùm con đi. Anh ở nhà làm gì? Anh chơi không à, ngủ không à, không biết giặt đồ cho con. Trời đất ơi, em nói biết bao nhiêu lần vụ đồ rồi. Một tiếng đồng hồ chỉ để nói vụ quần áo và giặt đồ cho con thôi. Đó là lại nhảy đó. Dạ. Rồi xong hồi đầu cái kiểu nói chuyện cọc lóc tự ái cao vô cùng. Hồi đầu mà em vừa mới cưới về, số điện thoại để cho biên tập bầu show ta gọi điện cho em á, em để cho vợ em nghe hết. Ở đang ngồi trên xe hơi ba vợ em chở đi á. Alo anh, bút số anh, chừng nào anh? Ok, nhiêu tiền? Rồi mà nói chuyện bút sâu giống như đi chợ vậy. Nhiêu tiền? Mấy giờ anh? Rồi bầu show, trời, ông đó không biết ai luôn, tắt cái cụp. Xong rồi điện lại cho em. Ủa em nãy ai mới nói chuyện anh vậy? Em coi lại cái thái độ của quản lý của em. Thôi em hết hồn luôn. Thì bả như vậy, thí dụ như là sai thì em phải nói là mình phải biết tiếp thu. Em đang sai đó. Cái gì? Thằng nào vậy? Thằng nào gọi vậy? Nghỉ hát đi, không hát nữa. Đừng nói chuyện với tôi kiểu đó. Bả sai. Bả chửi ta như bả đúng gì đó. Bạn nói hên là chỉ có một người thôi chứ hai ba người là anh ở nhà chơi luôn em. Thế giờ em mong muốn vợ em thay đổi cái gì? Dạ, vợ em thì em biết là vợ em nóng tính thiệt. Nhưng mà có chuyện gì mà em đang muốn im á, tức là hiểu em rồi để cho em từ từ em nói chuyện. Nên em là cái kiểu của em là sau một giấc ngủ là em quên hết chuyện cũ. Còn bả là bả thích
phải giải quyết rõ ràng, mọi người phải rõ ràng, kinh chuyện nào chuyện đó, 1-1, 2-2 rồi mới ngủ, đừng có ôm cái bực trong lòng rồi đi ngủ. Rồi mà em thì em muốn thôi từ từ đi, từ từ để cho anh nguôi đã rồi nói chuyện. Không, rồi hiểu ý ông chưa? Dạ hiểu. Rồi tới Thảo đó, em muốn ổng thay đổi điều gì? Em chỉ muốn là chồng em gọn gàng hơn, vấn đề quần áo hơn chút xíu, đừng có bày bừa đây. Bây giờ em có em bé nữa, chăm con nó mệt rồi, đi làm rồi chăm con rất mệt này, về nhà về phòng thấy phòng nó bừa bãi á thì cảm thấy mình rất là mệt, mình bực bội thì mình cằn nhằn thôi. Cho nên em cũng mong mà chồng kiểu như là xếp sắp xếp gọn gàng mọi thứ một chút xíu giúp em, để đỡ đần em trong công việc nhà một xíu đó. Cái chuyện đỡ đần trong công việc nhà đó là phải đỡ đó, đó. Dạ. Mà con mới có 5 tháng, cái tuổi này là bắt đầu là ăn dặm nè, mọc răng mọc cổ rồi nó đủ trò, nó mệt lắm chứ không có đơn giản đâu. Thôi chồng mình nó nóng quá thôi mình cũng dịu dàng lại chút, nhưng mà cái thời điểm này đang dễ bị trầm cảm lắm á nha. Đúng rồi, cho nên là đừng có chọc ẻm đó, chọc gái lớn á. Bây giờ cưng gái lớn, chiều gái lớn xíu. Chị nghĩ vậy nè, em có buồn cái gì ảnh trong thời điểm này nha, hay là em bực mình cái gì gì là em nói, em cứ nhỏ nhẹ em nói em đừng có giữ trong lòng, giữ trong lòng dễ bị trầm cảm lắm. Nhiều khi mình tự ái đó, cái mình nói mình ghét quá, mình tự ái mình giữ gì cái mình tự buồn vậy đó, tự buồn. Hoặc là nhiều khi ôm con xong suy nghĩ buồn, ba con bây giờ hết thương mẹ như ngày xưa rồi, ABCD suy nghĩ á, hiểu không? Đó cái là càng ngày càng tích lũy lại. Không ấy, tại vì chồng em rất là dễ thương luôn, duyên dáng vậy đó, hoạt bát duyên dáng, cho nên mình cứ việc nói. Lúc trước á, hai vợ chồng em cũng cãi nhau về cái vụ mà chăm con rất nhiều luôn. Lúc mới sinh xong mà kiểu như tâm lý mình thay đổi á, mình cũng hay cọc cằn nóng tính lắm. Nhưng mà sau thời gian em nói chuyện với chồng á, thì chồng cũng đỡ đần cho em rất nhiều về những cái việc mà làm việc nhà rồi giặt đồ cho con, trông con thì cũng giúp đỡ em rất nhiều. Thì nó cũng cảm ơn chồng đã hiểu cho vợ. Nắm tay cái đi. Rồi, khẳng định với chồng đi, chồng là đàn ông. Bề ngoài em nói với người ta là nghĩ chồng bây giờ, trong lòng em nghĩ là chồng em là 100% là đàn ông. Đã được rồi, đúng không? Rồi, xin cảm ơn em. Con tên là Nguyễn Thanh Long, năm nay con 30 tuổi. Hiện con đang làm photographer. Chụp hình hả? Rồi con con đến từ đâu? Con đến từ con người Bắc Ninh ạ. Con đang làm việc và sinh sống tại Hà Nội. Có nghĩa là con ở Hà Nội, con bay vô đây tham gia chương trình đó hả? Dạ. Bắc Ninh, cùng quý quê với chị. Cùng quê với cô. Cô là gái Bắc Ninh đấy con ạ. Thế là còn con? Dạ, con cũng làm việc ở Hà Nội ạ. Vâng. Con giới thiệu gì nè, con giới thiệu đi. Con tên là Nguyễn Thanh Nga. Con năm nay 28 tuổi. Và con hiện tại con đang làm thiết kế thời trang và làm stylist ạ. Ông xã làm photographer. Rồi bà xã làm stylist. Và có make up được không? Con cũng chỉ biết sơ sơ thôi ạ. Kim luôn make up đi, để coi như hai vợ chồng coi như là lo trọn gói luôn. Tụi con bay vô từ lúc nào? Bọn con bay vô chiều hôm qua. Rồi giờ quay xong chắc mai ra lại hả? Lại chơi mấy hôm ạ. Vậy hả? Biết ở ngoài Hà Nội mùa này chắc đang lạnh lắm luôn con. Mấy ngày nay thì cũng đang rất là lạnh. Lạnh hả? Mình còn lạnh nè. Trong này là khí xe xe thôi chứ lạnh gì. Ý là so với thời tiết Sài Gòn thì mấy hôm nay Sài Gòn hơi bị lạnh. Mà Hà Nội mới đã. Hà Nội lạnh mới đã nhá. Rồi bây giờ kể cho chú nghe đi nè. Hai con là lần đầu tiên gặp nhau ở đâu và có ấn tượng gì về nhau? Lần đầu tiên con gặp vợ con thì tại đám cưới của một cậu em chơi thân. Thì ngày hôm đó là ngày cưới thì chú rể là bạn chơi thân với con. Cô dâu thì lại là bạn chơi thân với cả vợ con. Đó thì ấn tượng đầu tiên con gặp vợ con thì đó là cái câu chuyện mà khi mà con đang trêu đùa với cả cậu em là con nhìn hai con búp bê ở trong phòng cưới ấy, thì con có trêu là một cô vợ với cô này là sao trông hai con búp bê trông như hai con sách toy đấy. Thì sau khi con trêu thì con nghe phía sau là vô duyên. Con ngay mà liền luôn. Con quay lại thì con thấy một bạn nữ nói xong bạn quay lưng bạn đi luôn. Đó, thế là con bắt đầu con để ý. Cay chứ, bắt đầu cay mũi chứ. Nhưng mà con có kịp thấy mặt của cô này không? Thực ra lúc đấy là con cũng nhìn lướt qua. Đó, nhưng mà cũng có ấn tượng. Bởi vì
khi mình nói xong lại có một cô bé vả ngay vào mặt mình câu đó gì nữa. Cá tính chứ bộ, đúng không? À, rồi, con, vậy ừ, còn con sao? Thực ra thì con nói xong thì con cũng chả nhớ đâu ạ. Không, anh nhưng mà lúc mà con nghe anh ấy khen về hai con búp bê đấy thì cái cảm giác con sao? À, con thì thấy là thằng cha này rất là vô duyên và con bột miệng con nói thế thôi ạ. Ừ. Nhưng mà thực ra là lúc đấy con nói xong con không nhớ là con nói đâu. Khi anh ấy gặp và anh ấy kể lại thì con mới nhớ mang máng thôi. Thì cái đó là gọi là nó gọi là phản xạ vô điều kiện. Vâng, thực ra những người nào mà bị chửi thì sẽ nhớ. Đúng rồi người ta. Bạn này là sẽ nhớ mà bạn này sẽ quên đi. Vâng. Nhưng mà là sau đó rồi một chút nữa ra ngoài tiệc thì có gặp mặt lại nhau không? Dạ, thực ra thì cuối buổi tiệc thì mọi người có nhờ con cầm điện thoại chụp hình giúp. Ừ. Thì con lại cầm điện thoại con chụp hình đúng nhóm của vợ con với cô dâu chú rể. Ừ. À. Đó. Thì thực ra là sau này khi mà quen nhau rồi thì con kể lại nhưng mà vợ con bảo là em chẳng nhớ gì cả. Không nhớ gì hết. Ừ. Và cái giây phút mà cái anh này cầm máy chụp hình nguyên nhóm bạn á. Con cũng chả nhớ về ông này. Con không có ấn tượng gì cả. Vì thực ra con cũng bị cận ấy ạ. Nhìn xa cũng không để ý người nào lắm. Thế rồi sau cái đám cưới đó thì lúc nào là tụi con lại gặp lại nhau? Thực ra là sau đám cưới thì con đã có ấn tượng rồi. Nên là con cũng tìm cách để con tìm info của các bạn nữ mà nói vậy. Con cũng có nhờ bạn con là làm thế nào để làm một bữa tiệc để mời bạn đến. Nhưng mà cũng không thành. Nên là con cũng tìm info, tìm Facebook, tìm Instagram. Rồi và cuối cùng tìm cách làm quen. Thì có cái thông tin về bạn này thì con tìm thì con thấy là bạn này như thế nào? Có đúng với gu của con không? Đúng với người mà con đi tìm không? Con tìm được thì con thấy là rất là xinh. Điểm đầu tiên là lúc đấy mới nhìn thật là kỹ, rất là xinh. Và con vào nhắn tin cho cô. Con chủ động. Con cũng thả tim story với cả rep story liên tục. Nhưng mà chỉ có nhắn tin thì mới để lại ấn tượng thôi. Nếu thả tim thì chắc chắn là cô này sẽ có rất là nhiều chàng trai thả tim. Dạ. Có nhắn. Rồi. Ở đâu? Dạ. Thực ra là con cũng hay up lúc mà con làm bài đồ án lên ạ. Thì anh có nhắn tin hỏi han sức khỏe rồi là có hỏi con là có cần giúp đỡ không ạ. Thì thực ra là anh ấy làm chụp ảnh về thời trang mà con thì thấy là vào trong trang của anh ấy chả thấy ảnh up gì cả. Thì con thấy anh ấy hỏi là có cần anh giúp chụp không ạ. Thì con nghĩ là thằng cha này chắc chụp xấu nên là mới kiểu muốn chụp miễn phí cho mình ạ. Xong là gặp nhau và nhờ anh ấy chụp bởi vì thực ra lúc đấy con cũng hết tiền. Hết tiền làm bài. Tức là anh nói chụp free coi như hỗ trợ cho con thôi đúng không? Vâng, vâng. Ủa nhưng mà con làm bài. Con làm đồ án tốt nghiệp thời trang cuối. Bé này là con là sinh viên mà. Vâng, đợt đấy là sinh viên ạ. Thế là cuộc đời con phải cảm ơn một lần mình hết tiền đó. Chứ lúc đó nếu mà con có tiền con đâu nhờ anh là chụp đâu đúng không? Vâng ạ. Thì đâu gặp được chồng mình bây giờ. Nhưng mà đấy, lúc mà gặp lại thì có nhận ra anh không? Có ạ. Có, vì là thực ra là lúc anh ấy nhắn tin ở cho con ấy thì anh cũng kể là có gặp ở đấy rồi ạ. Nhưng mà con không nhớ vụ là con nói anh ấy vô duyên. Là con nói chuyện bình thường. Rồi như vậy là cái việc nhờ vả ảnh đó, vâng. Nhờ ảnh chụp free vậy, có tiếp tục không? Thực ra thì sau buổi chụp đấy thì thấy chụp đẹp quá, về sau cũng có nhờ thêm một số lần nữa. Có free nữa không? Vẫn không lấy tiền. Nhưng còn mà chính ra con dạy gái quá cơ thật. Chưa biết có được gì hay không mà lại mất công mất sức mấy lần liên tiếp như thế. Nhưng mà Long thích lắm đúng không? Được nhờ thích lắm đúng không? Bây giờ gái sinh nhờ thì phải thích chứ. Bạn này là để ý bạn này từ đầu. Thành ra là cứ đeo đuổi rồi tìm thông tin về con này kia nọ. Đó. Thế cho nên là eo ơi sợ thật đi. Nó nhờ một phát một. Thế hôm đó đừng có nói với cô là đụng một cái show nào đó mà phải bỏ luôn cái show đó để đi chụp cho bạn này nha. Chỉ nghỉ làm thôi. Con xin nghỉ mất một ngày làm việc. Bởi vì khi đó con đang làm công ty. Thế có bị thiệt hại về lợi tức nhiều không? Thực ra là cái đó thì nó cũng không đáng là bao so với những thứ mình nhận được. Tức là có đấy em. Có thì chắc chắn rồi, giải gái đó. Nhưng mà chú hỏi là cái lần thứ hai mà khi gặp lại cổ đó thì con có thấy là cổ có khác so với cái lần đầu mình chạm mặt trong bữa tiệc không? Dạ, có chứ ạ. Đẹp hơn không? Con bị bất ngờ. Việc đầu tiên là lần đầu khi mà con gặp
mà vợ con ấy, là bạn để tóc dài, tóc dài lắm. Và lần thứ hai thì gặp thì lại cắt tóc tém. Đấy là việc bất ngờ đầu tiên. Và việc thứ hai là mình chụp hình cho bạn ấy, nhưng mà tức là bạn ấy cũng có nhờ là chụp giúp thêm một hai người bạn, bạn ấy cũng làm đồ án tốt nghiệp. Thì hai bạn kia thì lại chụp trước. Thì bạn ấy tới và bạn ấy trong lúc chờ chụp thì con quay ra quay vào, con đã thấy bạn ấy lăn ra ngủ. Không để tâm gì tới rất tới tự nhiên cả. Không, em rất tự nhiên, em mệt ngủ thôi. Lăn ra ghế sofa ngủ luôn. Em mệt em phải ngủ thôi, em vẽ đồ án lâu coi như thức đêm thức hôm. Dạ vâng. Rồi nhờ tới lần thứ mấy? Rồi xong sao nữa? Chưa, đâu xong sao nữa, ấn tượng gì nữa? Bạn ấy cũng làm cho mình hơi hoang mang. Sao vì nhờ mình chụp nhưng tới nơi thì cũng không nói chuyện gì. Chuẩn bị đồ xong là ngủ. Thế là mình cũng không biết phải làm gì. Mình cũng không biết là bạn ấy cũng liệu có thích mình không. Hay là chỉ tạm thời là nhờ cho xong. Ủa đó mới là lần thứ hai thôi đúng không? Lần thứ hai gặp. Đó là lần thứ hai gặp nhau. Lần thứ hai thì chắc là không thích rồi. Cái lần mà bạn này hết tiền đó, thì mới nhờ bạn này chụp phi đó. Rồi xong rồi thế con ngủ đến bao lâu thì con mới thức? Đến khi mọi người gọi con dậy bảo là đến lượt con chụp thì con mới dậy ạ. Vâng. Thật ra thì hôm đấy là quá mệt bởi vì là con thức đêm rất nhiều, kiểu như thức đêm mấy tháng rồi ấy ạ. Thì bận quá thì là đến cũng chả kịp mà make up cũng chả gì, đánh mỗi cái son đến ấy ạ. Kiểu thôi chắc là anh ấy chả có ấn tượng gì đâu bởi vì là trông nó đúng là kiểu hơi nhếch nhác ấy ạ. Thế là đến thì cũng anh vẫn bình thường, vẫn về vẫn liên lạc với mình bình thường ạ. Cũng không kiểu chê bai là kiểu mặt mộc hay gì đấy xấu. Nhưng mà con có ấn tượng gì về anh này không? Thứ hai cũng vẫn bình thường ạ. Không, tại vì bận ngủ rồi cũng không nhớ. Cô không làm, con không làm nổi bật về con. Thấy không? Đó cũng là cái tội. Nhưng mà sau khi mà con thấy hình thì lúc đó con mới ấn tượng đúng không? Vâng, cái chụp là khá đẹp ạ. Đúng không? Thì lúc đó con mới thực sự ấn tượng về ảnh đúng không? Và sau cái lần thứ hai đó thì bao nhiêu lâu tụi con chính thức yêu nhau? Một tháng. Chắc là khoảng một tháng á. Một tháng sau. Dạ. Là trong một tháng đó là mấy lần đi chụp free nữa? Thật ra là con chủ yếu đi ăn thôi ạ. Cũng không nhớ rõ nhưng chủ yếu là hai đứa rủ nhau đi ăn. Có cái buổi nào mà mình đã bị free rồi mà mình còn phải mất tiền túi ra mình mời cô ấy đi ăn không? Dạ có, đấy sau là đấy buổi đầu tiên luôn đấy ạ. Sau đấy đấy. Là cái ngày thứ hai, cái ngày thứ hai gặp lại đó. Dạ đúng ạ. Bởi vì bạn này bạn ấy thức đêm bạn ấy không ăn uống. Thương quá cho rồi đến thì mệt rồi đói lả. Đó, thế là xong chụp xong thì là rồi rủ đi ăn. Nghĩa là sau một tháng là coi như là quen đầu nhau. Đầu tư đấy, đợi một tháng là đầu tư bao nhiêu lần đi ăn đấy em ạ. À. Vậy thì là Long sao tỏ tình trong lúc chụp hình đúng hay sao? Dạ không ạ. Tỏ tình thì thực ra lúc đấy là trên cái đường mà chở nhau đi. Thì con có hỏi là em có rảnh không? Rảnh không thì làm yêu anh cho nó bận. À, có rảnh không làm người yêu anh đi cho nó bận. Theo rồi. Theo con thì câu tỏ tình đó nó lãng mạn không ạ? Không ạ, khá là nhạt. Nhưng mà con thực ra là cũng thích anh ấy rồi ạ. Là thấy nó nhạt nhưng mà mình vẫn buồn cười. Cười kiểu cười không động miệng ạ. Bởi vì thích anh ấy. Đó. Đâu cô thấy cái đó đâu có nhạt đâu, có duyên chứ bộ. Tại vì con thấy cái đấy các bạn trên mạng xã hội nói suốt ạ. Anh ấy nhận bê trên đấy rồi. Có hai cái hình hai cái hình biếm họa đó. Vâng. Coi như là tỏ tình với nhau trên một cái cầu. Em có bận không hả? Vâng. Kiểu mọi người nói nhiều quá xong anh bê nguyên đấy và cũng chả có gì hài hước cả. Không sáng tạo gì luôn đúng không? Vâng. Anh nghĩ anh hài hước nên là anh khá là vui. Tức là trong cái không gian đó hoặc trong cái thời điểm đó là nó lại không phù hợp. Vâng. Rồi nhưng mà vẫn yêu đúng không? Vâng. Là vẫn nhận lời yêu mà. Cơ bản là thích anh ấy rồi. Thích rồi. Vâng. Rồi sau đó thì chắc có lẽ là liên tục coi như là hai đứa coi như kết hợp với nhau để mà cùng sản xuất ra nhiều cái bộ ảnh chất lượng đúng không? Dạ vâng. Dạ. Thế tụi con yêu nhau mấy năm, tìm hiểu nhau mấy năm? Dạ bọn con yêu và tìm hiểu nhau một năm. Một năm. Thì sau đó là tiến đến quyết định là con cầu hôn vợ con.
Thế trong một năm đấy thì có sóng gió ba đào hay là có lần nào mà ghen tuông rồi hờn giận rồi hiểu lầm rồi chia tay chia chân không? Hay là êm đềm? Thực ra thì trong khoảng thời gian yêu nhau bọn con ít khi cãi nhau lắm. Nhưng mà cũng có một lần là vợ con giận rồi cũng cắt liên lạc. Cắt liên lạc mất một tuần. Ôi, giận cái gì kinh thế con? Thấy anh nói dối ạ. Nói dối chuyện gì? Không thành thật, bởi vì thực ra là ngay từ đầu hai đứa yêu nhau ấy, thì cũng đã nói hết là chúng mình phải thành thật với nhau, có gì phải nói với nhau hết. Và không được lừa dối nhau cái gì cả. Mà con thực ra là từ ngày bé đến tận bây giờ ấy, cuộc sống của con kiểu thanh niên nghiêm túc ấy ạ. Đúng là chỉ học và đi làm, không yêu đương linh tinh, không chơi bời gì ạ. Thế là con cũng các mối quan hệ xung quanh con cũng thế. Và con cũng nói với anh ấy là con yêu ai thì con cũng lựa chọn những người kiểu có lối sống lành mạnh một chút đi. Bởi vì con không muốn va vấp vào những người kiểu chơi bời rồi là nọ kia ấy ạ. Thì anh ấy cũng không thành thật với con, nói ngay từ đầu anh ấy như nào ạ. Và sau đó thì khi con phát hiện ra ấy, thì con cũng khá là sốc, bởi vì con không cảm thấy là không hai đứa không phù hợp với nhau, nên là con cắt đứt liên lạc. Con phát hiện biến mất gì? Thì con biết anh ấy là một người trước kia khá là một người chơi bời. Vâng. Tức là đi chơi rồi có bầu bịch gì đúng không? Hay sao? Nhưng mà đó là trước kia mà. Vâng, thì con bảo là bạn này không nói ra. Tức là hai đứa con không muốn bị nói dối ạ. Lại giấu đó. Thật. Giấu mà con hỏi. Không nói hết. Đúng. Và trong khi con trong lúc thời gian là con trải lòng hết cho anh nghe về những câu chuyện của con. Vâng. Còn anh thì không kể. Đúng rồi ạ. Nên là giận cắt luôn. Tức là về biến mất luôn. Giấu về vấn đề mà cũng có người yêu người yêu cái gì đúng không? À, thưa người yêu không người, nhưng mà anh ngày xưa anh cũng khá là chơi bời. Cũng đủ thể loại ạ. Nhưng mà cái lúc mà bạn ấy giận á, Lâm có biết lý do vì sao bạn gái mình giận không? Biết. Thực ra lúc đó thì con biết nhưng cũng không làm thế nào để liên lạc được. Thì mãi về sau con hỏi hết các bạn bè thì mới biết là vợ con trốn sang nhà bạn. Thế là mới tìm cách sang năn nỉ rồi xin lỗi rồi làm thế nào để xin lỗi được. Bao lâu mới hết giận? Cũng mất một tuần đấy. Không, cũng cái lúc mà con đến con xin lỗi cổ đó, coi như là chẳng phải mất bao lâu thì cổ mới nguôi. Năn nỉ mất nguyên buổi. Một buổi trời. Rồi sao rồi từ lúc là sau đó là con nghĩ gì trong lòng mà con quay lại? Đã giận một tuần rồi cơ mà đúng không? Vâng. Nhưng mà gặp mặt anh ấy thì thực ra là mình vẫn còn yêu ấy ạ. Và mấy cả nhìn mặt anh ấy cũng mắc cười. Thương cảm hay gì hay là thế? Tại vì con không hiểu sao nhưng cũng là con nhìn mặt anh ấy con cũng buồn cười ạ. Vâng, không nhịn được cười, thế là kiểu lúc đang giận nhưng tự dưng kiểu bụt miệng cười hay ra thành tự dưng lại bị hớ. Hớ thế là hết giận. Thôi cứ hòa luôn. Vâng. Coi như là hà vắng mặt. Thì mới giận tiếp tục. Đúng rồi. Thấy cái mặt thằng này là cứ buồn cười. Khi nào cãi nhau con sẽ không bao giờ nhìn mặt anh ấy, bởi vì lúc ấy là kiểu cãi nhau mà nhìn thì con sẽ lại bị buồn cười. Con đã chỉ cười đúng không? Vâng ạ. Tới bây giờ cũng vậy á, mỗi lần mà đúng giận nhau là phải quay chỗ khác. Đúng rồi. Không nhìn vào mặt để cãi nhau. Không nhìn mặt không phải là vì coi như là mặt anh không xứng đáng là tôi nhìn, mà vì mặt anh buồn cười quá tôi nhìn anh chịu không nổi. Sao có thấy buồn cười đâu nhỉ? Mặt con không biết đẹp dai xinh dai nhá. Ủa mặt con hay làm gì mà khiến vợ con buồn cười? Chắc là tại tính con cũng nhây nhây. Nó cũng cũng không biết diễn tả thế nào nhưng cũng hay hớn hở. Tụi con cưới nhau là được bao lâu rồi? Được 3 năm rồi ạ. 3 năm à? Vâng. Được mấy bé rồi? Dạ, con có một bé 15 tháng ạ. 5 tháng à? 15 tháng ạ. 15? 15 tháng. Dạ, vâng. Bé trai bé gái vậy con? Bé trai ạ. Như vậy là cưới xong là có em bé luôn? Không, một năm sau. Một năm sau mới có ạ. Năm sau. Đúng rồi. Dạ. Ôi thế ông bà nội đấy có thằng con trai, thế ông bà nội sướng không? Dạ. Ông bà nội thì cũng trai gái đều được ạ. Cũng không, bình không lắm. Ý kiến gì ạ. Chứ còn thường là người Bắc á, là coi như là đứa cháu trai đầu là thích lắm. Mà còn đích tôn nữa. Đích tôn đấy. Thích lắm ấy. Nhưng mà là lúc mà con đám cưới thì là con đã tốt nghiệp. Dạ, xong tốt hết rồi đúng không? Dạ vâng, lúc ấy con đi làm rồi. Nghĩa là mới đi làm thôi. Vâng. Và công việc của bạn này thì là nhiếp ảnh. Dạ. Mà công việc nhiếp ảnh thật sự không phải là thu nhập nó quá cao.
Vâng, cũng không được ổn định ạ. Lúc mà mới cưới thì có gặp những cái khó khăn gì không? Có. Thế hai đứa cưới xong ra riêng hay là vẫn ở chung với ông bà nội, ông bà ngoại? Con ở riêng bởi vì con làm việc ở Hà Nội ạ. À, tức là tụi con ra riêng, như vậy là bao nhiêu thứ phải lo đúng không? Đầu cưới là mình có nhà riêng chưa hay là mình thuê nhà? Dạ, cưới xong thì bọn con vẫn thuê nhà. Thuê nhà, rồi là hai đứa, mặt đứa nào đứa đó phải làm công việc của mình đúng không? Dạ. Cái thời điểm đó là có nhiều khó khăn không? Cũng có, nhưng mà khó khăn nhất là thời điểm... Vâng, nhưng mà khó khăn nhất là thời điểm con sinh em bé. Tại vì sinh em bé xong thì không ở gần ông bà nội, cũng không ở gần ông bà ngoại. Mà con thì kiểu như là cũng đang trong đà làm việc ấy ạ. Thì sinh em bé xong thì con vừa làm việc vừa chăm em bé là cũng kiểu bị sức khỏe, bị yếu nhiều ấy ạ. Tại vì sinh xong thì khoảng tầm được lúc con đang nằm ở bệnh viện con đã phải làm việc rồi ấy. Bây giờ kiểu như là mắt cũng bị mờ nhiều ấy ạ. Và cũng yếu hay ốm nữa. Vậy hả? Vâng. Long thì sao? Thật sự là đúng là cái quãng thời gian vợ con bầu và sinh em bé thì thực sự là nó là quãng thời gian khá là kinh khủng. Vì mình cũng không ở gần ông bà. Thêm nữa là công việc, thực sự là công việc hai đứa liên quan đến sáng tạo nên nó rất là áp lực về đầu óc. Nó dẫn đến cái việc mà vợ con stress rất là nặng. Đó. Thế có lúc ấy con stress thôi hay là có trầm cảm không? Trầm cảm sau sinh á? Thực ra là đi khám thì nó cũng có ạ. Thường là dễ bị trầm cảm sau sinh lắm, nếu bị áp lực nhiều á, là phụ nữ hay bị lắm. Nhưng mà con đã vượt qua cái đó rồi đúng không? Bây giờ thì thực ổn ra rồi là... đúng không? Cũng chưa đâu ạ. Tới bây giờ trong quá chưa? Trình điều trị ạ. Vẫn đang trong quá trình điều trị hả? Ồ, tức là bé được 15 tháng là hơn 1 tuổi rồi. Hơn 1 tuổi rồi. Con nhận thức được cái việc là con bị cái trầm cảm sau sinh đó, nó là những cái biểu hiện gì và hiện tại là con phải điều trị như thế nào? Con bị mất ngủ khá là nhiều, tại vì suy nghĩ nhiều và kiểu cơ thể nó đã mệt mỏi, chán ăn các thứ ấy. Mà thực ra thì là con cũng có nói chuyện qua mẹ anh, thì với cả kiểu như là con cũng là cáu gắt và nói chung là vợ chồng con cãi nhau khá là nhiều. Anh ấy cũng thấy con có vấn đề về sức khỏe nên là đưa con đi khám, thì là thì bác sĩ cũng có khuyên là con phải giảm tải bớt công việc bằng nghỉ ngơi, dành thời gian nghỉ ngơi và kiểu ăn uống với cả để ý với cả cái giấc ngủ ạ. Tại vì con mất ngủ khá là lâu rồi ạ, cũng khoảng tầm 3 năm, cả từ trước khi có em bé cũng đã bị mất ngủ rồi ạ. Thế tức là bây giờ con có gọi là điều trị đặc, gọi là đồ vào cái việc mất ngủ không? Có nghĩa là có. Có phát đồ điều trị không? Ừ, có. Thực ra phát đồ điều trị của con là chỉ là đang cải thiện lại cái thời gian làm việc và ăn uống, với cả bổ sung các cái thực phẩm để cho mình dễ ngủ hơn ấy. Bởi vì xuất phát nhiều là mấy con bị mất ngủ nhiều ấy. Đúng rồi. Cái stress với lại cái trầm cảm là sao sinh. Những người mà mất ngủ nhiều là rất dễ bị. Vâng, con cái giấc ngủ con đủ là ok. Tại vì có mấy ngày liền là con gần như con thức từ tối đến 6 giờ sáng luôn, kiểu như là nhiều lúc là kiểu bị mệt quá lịm đi chứ không phải là ngủ á. Lịm đi xong lúc sau tỉnh dậy. Tại con biết không, ngủ không được, nó suy nghĩ lung tung lắm. Vâng. Cứ miên man nghĩ tầm bậy tầm bạ, nghĩ chuyện này sợ chuyện kia sợ qua chuyện nọ đó. Rất là mệt luôn. Mà nhiều khi kiểu mình không dám kể mọi người, bởi vì nhiều khi lại con cũng muốn tâm sự với người này người kia ạ. Nhưng mà khi con kể ra thì mọi người thấy nó bình thường và nghĩ là con hơi làm quá mọi việc lên ý. Nên là con lại tự giấu vào mình không dám nói ra. Không, ai? Không được, không được. Ai? Người nào phản ứng với không, với tức là đó. Bé nó sợ. Bà, sợ đúng bé không? Bé nó sợ là mọi người sẽ nghĩ là nó làm quá ra, bởi vì tất cả những cái việc đó là, tức là nó là một cái chuyện hết sức là bình thường thôi con. Nó mà tại vì nó là bình thường mà con. Cái chuyện mình mất ngủ nè, xong rồi mình ngủ không được, mình ăn không được. Rồi mình gặp cái gì mình cũng cảm thấy mình chán, mình không có muốn thiết cái gì trên đời. Đó là chuyện bình thường, nhưng nó là bất thường với một cái sự lặp đi lặp lại liên tục á. Đúng rồi. Nhất là cái việc mà con không ngủ được. Không ngủ được, nó suy nghĩ đủ thứ trên đời. Và con ngủ không ngủ được ấy ạ. Con phải nói ra. Bây giờ con nói với đứa bạn thân của mình cũng được, con nói với chồng cũng được, mà con phải lắng nghe. Con phải lắng nghe. Mà con đã nói với chồng chưa? Và chồng con nói hết tất cả những cái vấn đề mà mình đang gặp phải
với chồng hết rồi đúng không? Thực ra ban đầu thì anh ấy không quan tâm mấy, bởi vì kiểu đàn ông mà, nên là mấy cái này kiểu người ta cũng nghĩ qua qua thôi ạ. Về sau thì thấy sức khỏe với cả cái mối quan hệ của bọn con kiểu đi xuống rất nhiều ấy, thì anh ấy bắt đầu để tâm hơn và cũng đưa con đi điều trị và giúp đỡ con. Thôi tức là phải chú ý cái này nha con, tại vì thực ra vậy nè, cái trầm cảm sau sinh á thì nhiều người bị lắm chứ không phải mình vợ con đâu, nhưng mà thường á cái phát đồ của nó là khoảng một năm là nó sẽ giảm thiểu đi và nó tự hết, tại vì cái người phụ nữ họ tự điều chỉnh được, nếu như có cái sự hỗ trợ của những người xung quanh họ tự điều chỉnh được. Nhưng mà vợ con 15 tháng mà vẫn còn như vậy á, là có nghĩa là bắt buộc con phải sát bên vợ con và lắng nghe vợ con nhiều hơn. Đó, nó là như vậy thì mới hết được. Thì nó sẽ hết thôi con ạ, nhưng mà đầu tiên thì là cải thiện giấc ngủ. Bằng mọi cách là vợ con phải ngủ đủ. Cái ngủ xong khỏe hay là suy nghĩ tích cực lắm chứ không có tiêu cực nữa. Đúng rồi ạ. Suy nghĩ tích cực rồi thì sẽ ăn được. Đó, nó vậy đó con. Rồi bây giờ ngủ được không? Thời gian gần đây thì con cũng đỡ rồi ạ. Nói chung là cố gắng. Vâng. Phải ngủ được nha. Rồi chồng thì tối có canh con phụ vợ không? Có, tôi có. Đó cũng là một cách để mà đồng hành với vợ. Thôi sẵn đây là con kể tội chồng con cho cô nghe luôn đi, để thôi cô khuyên nó luôn. Mình đến cái phần vui vẻ đi. Thực ra thì thấy thời gian bây giờ thì gần như là hai vợ chồng khá là hòa hợp, bởi vì hiểu nhau hơn ạ. Thời gian trước thì là anh ấy là có điểm đam mê về game. Rất là nghiện game. Và khi yêu nhau thì thực ra con dễ tính lắm. Con không hề bắt anh ấy phải làm gì đâu ạ. Không bắt anh ấy là phải mua này mua kia cho mình. Hay là em nhiều khi là các bạn nữ bây giờ ấy thì thường là đòi hỏi người yêu là phải, ý là phải mua cho chị, mình đồ này đồ kia. Nhưng mà con thì không, con thấy cái đấy là không cần thiết. Anh ấy thì cũng nghĩ là con dễ tính, nhưng mà cái vấn đề chơi game anh ấy chơi từ khi yêu con đến khi lấy rồi ạ. Và khi có con vẫn chơi. Tới bây giờ vẫn còn mê game? Thực ra bây giờ vẫn mê lắm nhưng mà cũng hạn chế ạ. Tại vì cũng biết nghĩa là tác vẫn hại. Vẫn còn. Vâng. Nhiều còn khi gì nữa nè? Thực ra là vô tâm. Vô tâm thì con nghĩ là như đàn ông thì ai cũng như vậy ạ. Không phải đâu. Không phải là đàn ông nào cũng vô tâm đâu. Vâng. Đó. Nhưng mà đa số thì không. Không có bạo biện được cái chuyện đó cho chồng con, không có vô tâm. Rồi. Có thể vô tâm lúc chưa có gia đình thôi. Nhưng mà khi mình đã có người yêu rồi, mình lấy người ta rồi, mình lại có con rồi thì mình không thể vô tâm được. Cái đó chữa được nha con. Bệnh vô tâm không phải là nan y nha con nha. Vâng. Tại vì con biết anh ấy là người khá tốt bụng ấy ạ. Là vấn đề vô tâm chẳng qua là mình lúc nào ở bên cạnh anh ấy kiểu thành ra để tâm ra cái vui vẻ khác như là chơi game hay là hẹn hò bạn bè những thứ ấy. Thì anh ấy để tâm cái khác thôi, chứ còn đâu thực ra khi mà ở với con thì anh vẫn yêu thương con và con nhờ làm gì thì anh cũng sẽ làm cho ạ. Rồi về nhà thì có bừa bộn không? Cũng thường mấy ông nhiếp ảnh là hay quăng cái này quăng kia, có không? Có ạ. Và con là người dọn dẹp. Thực ra là ban đầu là con có dọn, nhưng về sau là con bắt phải dọn để cho mà nhớ, nhưng mà cũng không nhớ ạ. Nhưng mà bây giờ có cải thiện không? Đỡ, ví dụ như là 10 thì đỡ được khoảng tầm 4 năm thôi ạ. Tại vì cái tính như vậy rồi không biết thế nào. Cũng đỡ. Bây giờ hai vợ chồng làm chung công việc. Chồng thì nhiếp ảnh, vợ là stylist đúng không? Vâng. Nhiều khi là model luôn. Thì làm chung công việc thì có phát sinh cãi vã hay là mâu thuẫn gì không? Có. Style mỗi người có mỗi khác không? Hay là hòa hợp được cái style hội đó, em thích cái mẫu này nó phải dày. Không, em phải thích cái mẫu khác. Đó, vậy là không được. Rồi một hồi là bắt đầu mâu thuẫn, bắt đầu là tranh luận với nhau. Có. Thực ra là làm việc với nhau thì nó phát sinh ra rất là nhiều vấn đề mâu thuẫn. Bởi vì vợ con thì lại là một người làm việc cực kỳ tập trung và nghiêm túc. Trong khi tính con khi làm việc nó bị trái ngược. Là con lúc nào con cũng thích có nhạc rồi chiu vui chiu. Vẻ rồi tạo mood. Mới nhiếp ảnh là vậy. Đó. Nhưng mà khi mà làm việc với vợ con thì vợ con lại là người cần cái sự tập trung cao độ. Tắt nhạc. Đó. Có nhạc được nhưng mà phải tập trung và làm nhanh gọn, không được dài lê thê. Rồi sẵn đây kể tật xấu của vợ luôn đi. Thực ra là tật xấu thì đến thời điểm này con cũng không thấy vợ con có gì nhiều ngoài cái tính nóng nảy. Khó tính không? Lúc trước khi cưới thì con có nhận xét vợ con là dễ tính.
Sau khi cưới thì vợ, người yêu tớ dễ tính lắm. Sau khi cưới thì phải thêm chữ nóng là dễ nóng tính. Dễ nóng tính. Chứ còn không khó tính hả? Khó tính, kỹ tính, nóng tính. Có. Vợ con không phải là người khó tính, mà vợ con là người cầu toàn và kỹ tính. Kỹ tính. Kỹ tính. Kỹ tính và nóng tính. Kỹ tính và nóng tính. Có ghen không? Cũng ghen ác. Tại vì hình cho người mẫu nhiều mà, đúng không? Tài xế là một nè, nhiếp ảnh là hai nè, diễn viên điện ảnh là ba nè. Đó là ba cái đối tượng đó là dễ làm cho vợ. Được cái từ khi có người yêu mới lợi lấy vợ thì không chụp mắt mẻ bao giờ. Hay sửa áo, sửa này, sửa kia rồi. Nhưng mà có khi nào mà con ghen với cái công việc của ảnh không? Không, tại vì là thực ra thì con mấy các anh ấy thường làm việc chung. Và anh ấy cũng sửa ảnh và cũng hay cho con xem ảnh gốc của mọi người cũng không được đẹp như ảnh Photoshop ạ. Vâng. Cho nên không có gì phải ghen đúng không con? Họ cũng giống mình. Rồi con mong muốn vợ con thay đổi điều gì không? Thực ra với con thì những cái điều mà vợ con làm con rất là trân trọng, cảm ơn. Con chỉ muốn vợ con hãy luôn bình tĩnh và lắng nghe, bởi vì mọi điều con hay là người thân làm chỉ mong một điều tốt nhất cho vợ con. Nên là với vợ con là một người nóng tính thì bây giờ chỉ cần lắng nghe một chút. Lắng nghe một chút để biết được những gì nó xảy ra xung quanh mình. Còn con sao? Con mong chồng con thay đổi điều gì? Thực ra thì bây giờ anh đang thay đổi rồi ạ. Nên con mong anh ấy vẫn tiếp tục như thế thôi ạ. Dạ, anh thay đổi gì? Anh đã thay đổi gì? Anh bây giờ cũng không vô tâm và dưỡng họ, quan tâm đến con và con trai của con ấy ạ. Vâng. Về chăm sóc gia đình, về nhà, đi làm về thì giúp vợ làm hết việc nhà. Em chỉ việc là làm nghỉ ngơi thôi ạ. Ủa gì đâu. Như vậy có nghĩa là chồng con đang xác thay định đổi. Là chồng con phải làm sao để cho con hết hẳn cái stress, cái trầm cảm của con đó. Và từ khi yêu và lấy con thì anh ấy ngày trước anh cũng có chơi bời, cũng thử hết các thứ, nhưng mà từ khi yêu và lấy con thì tự nhiên là con không bao giờ thấy anh ấy hút thuốc, bởi vì con rất sợ cái mùi thuốc ấy ạ. Không bao giờ hút thuốc và cũng dần dần bây giờ cũng không chơi game nữa. Thay đổi rất nhiều về con. Thật ra là chúc mừng con. Và có thể nói là con chắc con hết cái vụ trầm cảm sau sinh rồi đó. Nhiều khi con không biết đó. Với lại lên chương trình ngày hôm nay với sau khi con nói được hết ra rồi, với sự chia sẻ của chị Vân cũng như là với những cái hành động của chồng con, thì chú nghĩ là cái việc mà để gọi là con vượt qua cái trầm cảm sau sinh đó chắc có lẽ là nhanh chóng thôi. Họ biết đâu bây giờ là đã hết rồi đó. Thực ra là cũng hết, bởi vì là vẫn con vẫn còn bị suy nghĩ, và lúc nào bình thường ấy thì con sẽ nghĩ được là anh ấy rất tốt, nhưng mà khi mà lên cơn ấy ạ, cũng là lên cơn ấy ạ, thì là không suy nghĩ được gì nữa. Đúng rồi, tại cậu vì cái tức là bạn là vẫn vì cái bệnh nó chưa hết cho bạn dễ bị kích động. Đúng rồi. Chứ không phải là bạn chỉ nóng tính đâu. Bạn kích động thì đương nhiên bạn không kềm hãm được, là bạn phải bùng phát lên. Đúng rồi. Đó, cho nên rằng đó là bây giờ á, cái việc mà con cải thiện đầu tiên là con phải tìm giấc ngủ. Con cứ đi tìm giấc ngủ xong đi, rồi bắt đầu tự động là nó sẽ bớt đi tất cả mọi thứ. Và bây giờ muốn tìm giấc ngủ cho dễ á, thì tạm thời một thời gian cái công việc của con á, con xả hết ra. Con đừng suy nghĩ gì đến công việc nữa. Thì cứ coi như con cứ đổ thí cho chồng con đi. Anh kiếm tiền, anh lo toan này kia nọ ấy đi. Bắt đầu con xả ra. À, con chỉ nghĩ đến chuyện là giờ chăm con nè, chơi với con nè. À, rồi trang hoàng nhà cửa hoa hòe, nói chung là hoặc thích đi coi phim thì là em đi coi phim, thích đi ăn hàng thì em đi ăn hàng, đại khái như vậy. Để con tìm lại cái giấc ngủ. Tại con càng suy nghĩ con càng không ngủ được. Và cái dòng nó ngộ lắm con. Đó nha. Rồi bắt đầu là con cứ tập từ từ từ. Thường á là cô thấy ở trên YouTube á, nó có cái mà cái nhạc á, cái nhạc ngủ á, nhạc nghe vào ngủ liền. Ờ, nhạc nghe ngủ á được lắm á nha. Mới đầu có thể con chưa thử rồi, nhưng mà cái không con cứ để hoài. Con đừng có thấy là một hai lần con thấy không có ăn thua gì. Không, con cứ để hoài. Nhưng con tạo, nó tạo thành một cái thói quen là cứ con cứ để con nghe, con ngủ lúc nào con không biết.
ừ bây giờ con đi tìm giấc ngủ trước đi rồi con hãy tính tới những chuyện kia. Còn bên cạnh là con là chồng con đã biết cái cách để trị cho con rồi thì giờ anh vẫn tiếp tục anh làm cái điều đó. Vâng. Còn riêng con là con phải tìm giấc ngủ đó cô. Còn riêng Long thì chú muốn nhân cái cơ hội đến với chương trình Vợ Chồng Son này và nhìn thấy cô vợ mỏng manh yếu ớt của mình đang trong cái giai đoạn này thì đang rất là cần một cái gì đó từ phía Long đó, và nhân cơ hội này thì chú nghĩ là Long nên có một lời nói hay một cái hành động gì đó để mà nói với vợ mình nhân cái kỷ niệm ngày hôm nay. Đúng rồi. Thật ra thì nhìn nói với vợ nghe, nhìn vào mắt vợ ôi nhá, vợ để cho vợ yên luôn. Tâm nè. Ừ. Nắm tay vợ đi. Thật ra thì anh biết tất cả những cái điều em đã hy sinh, em đã làm hay em đã vượt qua để mà ở bên cạnh anh và con. Bằng mọi giá, bằng bất cứ hành động hay sự đánh đổi nào thì anh cũng chỉ mong một điều duy nhất là em vui vẻ và khỏe mạnh. Những thứ khác không quan trọng. Nói cái cho chồng yên tâm đi con. Chúng mình cùng cố gắng nhé. Ôm vợ cái đi. Thấy, trời ơi, tình tứ quá cô. Mà xúc động lắm. Thôi cô cũng chúc cho tụi con sẽ hạnh phúc với cái sự lựa chọn của mình nhé. Hai đứa các con đã chọn nhau rồi thì các con đã chọn hạnh phúc và chọn yêu thương rồi thì tụi con sẽ bền vững với cái điều tụi con đã chọn nha. Cố gắng ha. Cảm ơn Long nghe.